Đĩa gà ban nãy còn nguyên, quay đi quay lại đã hết rồi à? Thì tại vì lâu lắm vợ chồng mình mới ngồi nhậu với nhau mà. Em cũng hơi bon mồm một xíu. Nhìn cả hai vợ chồng mình ngồi nhậu với nhau như này, anh thấy vui lắm. Làm anh nhớ đến hồi xưa, cái hồi mà anh còn theo đuổi em ấy. Hai đứa mình rất hay ngồi ở cầu thang chỗ chung cư nhà em để tâm sự với nhau, em còn nhớ không? Anh cũng xin lỗi, thời gian qua bận lo cho đám cưới quá nên là anh không có thời gian để dành cho em. Đừng buồn anh nhá. Không sao đâu. Đợi một lát. Alo. Thôi được rồi, để tôi đến luôn. Tự nhiên công ty có việc gấp, anh phải lên luôn bây giờ. Em ăn xong dọn hộ anh nhá. Dạ vâng, anh cứ đi đi. Kinh quá nhờ, thơm cả nhau, tình cảm thế. Thì người ta là vợ chồng mà, tình cảm chút có sao đâu. Mà em nói cho anh biết nhá, cũng nhờ cái sự bận rộn của nó, anh mới có chỗ ăn chỗ ngủ để trốn cái bọn đòi nợ nó còn gì nữa. Rồi. Em không chạy ở đâu, em mệt lắm rồi. Kìa em, mình phải chạy nhanh lên, bọn đòi nợ thuê nó đuổi gần đến nơi rồi. Bọn nó mà bắt được mình là đi tong cả đôi đấy. Nào, sao anh lúc nào cũng vay tiền bọn đòi nợ thế? Vay nó mới tiền đâu mà trả. Khổ lắm, anh lo cho đám cưới của mình, lo cho tương lai của hai đứa thôi mà, nhanh lên. Nhanh lên, chỗ đuổi. Chị Linh. Trang. Mà này, sao có người yêu mà không nói gì với chị thế? Không phải đâu, đây là anh trai em mà. Hôm nay anh được nghỉ làm, cứ ru rú ở trong nhà nên là em lôi đi làm tài xế cho chị em mình. Em chào anh ạ. Chào em. Anh có nghe Trang kể nhiều về Linh đấy. Anh khá ấn tượng về Linh đấy. Thế mà hôm nay Trang mới cho anh gặp mà. Chắc là con bé này lại nói xấu gì về em với anh đúng không? Đâu có đâu, em toàn kể tốt thôi. Em tàn bạo với cả anh Hùng, em muốn chị Linh làm chị dâu của em. Linh xinh thế này chắc là cũng nhiều người theo đuổi lắm đúng không? Anh cứ nói thế chứ em cũng đang ế đây này. Xách đồ cho chị dâu tương lai của em đi. Trang, mẹ nói thế. Để anh xách cho. Anh ta trông cũng đẹp trai, lại còn nhà giàu. Nếu mà trở thành người yêu của anh ta ấy, thì chắc chắn là đời mình sẽ sang trang rồi. Mình đi thôi. Anh này, chắc là em sẽ lấy anh trai của cái Trang làm chồng. Cái gì? Tại sao lại như thế? Em đang là người yêu của anh, tại sao em lại đi lên đòi đi lấy người khác là như nào? Thôi, anh bình tĩnh đã. Nào, em làm như thế tất cả cũng chỉ vì tương lai của hai đứa thôi. Em thôi đi. Có phải em đang suy nghĩ cho bản thân của mình? Em chê nghèo, thế cho nên em đòi lấy thằng khác giàu hơn đúng không? Nào, nghe em nói hết đã chứ. Bây giờ ấy, chúng mình không còn tiền để thuê nhà nữa. Mà anh thì lại sợ bọn đòi nợ thuê tìm nó chỗ ở, phải nay đây mai đó còn gì. Điều đấy thì liên quan gì? Nếu như mà em lấy anh trai của cái Trang ấy, thì sẽ có rất nhiều tiền. Bởi vì nhà hai anh em nó giàu lắm. Em sẽ bòn rút tiền của chúng nó để trả nợ cho anh. Rồi em cũng sẽ tìm cách cho anh sống lén lút trong nhà nó, vừa có chỗ ăn chỗ ở, còn vừa có tiền trả nợ, còn gì nữa không? Em không lừa anh đấy chứ? Không, làm sao mà em lừa anh được? Em yêu anh lâu như thế cơ mà. Với cả bây giờ tên nó đang mê em như điếu đổ ấy, mình phải tận dụng, rút được nhiều tiền thì mình sẽ cao chạy xa bay. Nhưng mà anh không chịu được cái cảnh anh phải nhìn em bên thằng khác đâu, khó chịu lắm. Nào, em làm vậy là cũng đã phải hy sinh tất cả vì tương lai của tụi mình rồi. Anh cố chịu nhá, nghe em đi. Nhưng thôi được rồi. Nhưng mà chỉ giả vờ thôi đấy nhá.
em ấy phải là người yêu của anh, còn anh mới là chồng của em đấy. Em biết rồi, cả đời này ấy em chỉ yêu một mình anh thôi. Mà cũng nhờ cái kế ấy, thế cho nên là anh được ăn uống thoải mái, ngủ nghỉ thoải mái, không bị bọn đòi nợ đến tìm. Anh có làm như là em thích ở gần nó lắm ấy, em khó chịu lắm chứ. Thôi được rồi, anh biết là vợ của anh công nhiều nhất, thế cho nên anh bù cho vợ được chưa? Mà này, bây giờ thằng đấy nó đi làm cả ngày rồi, mà đứa em gái của nó lại còn đi học cao học bên bển cơ mà, còn lâu mới về. Anh á, chỉ thế là nhanh thôi. Mình về đột xuất thế này, chắc là anh chị bất ngờ lắm đấy. Tôi là thợ sửa ống nước. Vừa nãy cô chủ nhà ấy có gọi tôi đến sửa. Cô cứ bảo là tôi cứ tự sửa đi. Chị Linh đâu? Chị ấy vừa đi ra ngoài, chị ấy đi chợ hay sao ấy. Tôi ở trong nhà tôi sửa một mình thôi. Thôi được rồi, thế anh cứ sửa đi, tôi đi ra ngoài. Ở đây một mình với anh cũng không tiện. Dạ vâng ạ. Mới về à? Sao về mà không báo cho anh chị trước? Em muốn tạo bất ngờ cho anh chị mà. Ơ mà thế hành lý của em đâu? Đừng nói với chị là em lên nhà rồi đấy nhá. Vâng, lúc nãy em lên nhà rồi, với cả có anh thợ sửa. Đúng rồi. Nhà mình đường điện có vấn đề, thế cho nên là chị gọi thợ sửa điện đến. Mà thôi, vào nhà đi, chị sẽ nấu những món em thích, ok không? Rõ ràng ban nãy anh thợ đó bảo mình là anh ta sửa ống nước cơ mà nhỉ? Sao chị Linh lại bảo là thợ sửa điện? Hay là họ nói dối? Đi. Dạ. Một người nói sửa điện, một người nói sửa ống nước. Em nghĩ chắc chắn Linh với cả tên thợ sửa đấy có vấn đề. Thôi được rồi, em đừng có nghĩ thế cho Linh, tội cô ấy ra. Em quen biết Linh từ trước, em thừa biết cô ấy là người như thế nào. Không phải như thế đâu. Thì ngày trước em chơi với chị Linh cũng là vì chị hay giúp đỡ em, quan tâm em, chăm sóc em. Thì đúng rồi. Bây giờ cô ấy vẫn vậy, cô ấy vẫn rất tốt với anh, quan tâm chăm sóc anh rất chu đáo. Nhưng mà vấn đề là ấy, ngày đấy bạn em bảo với em, chị Linh chơi với em vì biết nhà mình giàu, còn yêu anh là vì tài sản của anh. Em cũng đâu có tin đâu, bây giờ em mới nghi ngờ đấy chứ. Trang, tại sao em có thể nghĩ chị như thế được? Đúng là chị có thuê thợ sửa điện về, nhưng mà anh ta thấy ống nước nhà mình có vấn đề nên là sửa cả hai luôn. Bởi vì anh ta thông thạo cả điện lẫn nước, chứ làm sao mà chị với cả anh ta có thể có tình ý được với nhau hả em? Em thấy chưa, em cứ suy nghĩ linh tinh tội cho Linh ra. Giờ mình cứ nói xuông này, anh Hùng chắc không tin đâu. Thì cũng chỉ vì em lo cho anh trai em thôi, với em cũng sợ anh chị bị dạn nứt tình cảm nên em mới thế. Nếu mà không phải, em xin lỗi nhá. Thôi, cha nó cũng mới đi du học về, nó cũng không thể biết được là suốt thời gian qua em chăm sóc anh tốt như thế nào. Em bỏ qua cho nó nhé. Đồ dỗ em đã chuẩn bị rồi, có cả hoa quả và bánh kẹo. Anh với cả Trang mang đồ về thắp hương các cụ giúp em nhé. Em ốm quá, chắc là em không đi được đâu ạ. Thế là thôi, để anh bảo Trang ở lại chăm sóc cho em. Để em một mình anh không đi thôi. Không cần đâu, em ốm xoàng mà, mai lại hết thôi. Với cả Trang mới đi du học về, lần này có dỗ thì lại có đông đủ mọi người. Trang mà không về, mọi người lại nói là chỉnh chọe đấy ạ. Thôi, hai anh em đi kiểu muộn. Chúng nó đi rồi, anh ra đi.
Mãi anh mới được đi thoải mái trong căn nhà này. Cả khoảng thời gian vừa rồi ở trong cái nhà kho kia chật chội, khó chịu chết đi được. Anh chịu khó chút đi. Bây giờ có nhà kho mà ở ấy là tốt lắm rồi đấy. Cũng may là anh em nhà chúng nó không bao giờ động đến cái phòng kho đấy. Chứ không á, đến phòng ngủ anh cũng không có mà ngủ đâu. Vợ anh ấy đúng là thông minh nhất. Phải nghe em giải thích đã. Được. Tôi vẫn đang giỏng tai lên để nghe cô giải thích đây. Giải thích đi. Hắn ta là ai? Để tôi nói hộ cô nhá. Là nhân tình của cô đúng chưa? Hóa ra mấy hôm nay nhà tôi hết đồ ăn một cách kỳ lạ. Và cậu. Quái lạ. Trang sơn đi xanh của mình đâu nhỉ? Rõ là hôm qua vừa treo ở đây xong. Tất lại cọc cạch trước này trước kia. Dạo này vợ mình lạ thế nhỉ? Vợ ơi! Vợ ơi! Thì ra là suốt quãng thời gian qua tôi nuôi nhân tình của vợ tôi. Mà tôi không hề hay biết đấy. Anh, không phải như vậy đâu ạ. Em sao? Chị định giải thích gì nữa? Hôm nay anh ta sửa cái gì đây? Sửa máy bơm nước cho chị à? Còn cả anh nữa. Ăn nhờ đậu ở nhà tôi, không biết nhục à? Cô, tôi nói sai chắc. Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay. Nếu không tôi gọi phường lên, gô cổ anh đấy. Đã lộ ấy, thì tôi cho lộ luôn đi. Này, từ trước đến nay ấy, tôi sống luồn cúi trong căn nhà này ấy, tôi đã quá khổ rồi. Linh, em chọn đi. Em đi theo anh hay là em ở lại đây? Đây á, anh nghĩ cô ta còn được quyền ở đây à? Cút, hai người cút ra khỏi nhà tôi nhanh. Anh Hùng, anh phải nghe em dạy. Cút thôi đi. Cô còn muốn nói điều gì để lừa dối tôi nữa à? Cút ra khỏi nhà tôi. Không cần phải đuổi, chúng tôi tự đi. Mình đi thôi. Em không đi. Anh Hùng.